Chính phủ Mỹ vừa tuyên bố tặng thưởng 5 triệu đô la cho ai có thông tin về nơi ở hiện tại của ông Bob Levinson, cựu nhân viên FBI đã mất tích tại Iran cách đây 8 năm. Robert Levinson là cựu nhân viên FBI bị mất tích tại đảo Kish của Iran hôm 9 tháng 3 năm 2007 trong một chuyến điều tra với tư cách của một thương gia. Bạn bè của Robert Levinson nói trong khoảng thời gian trên, Levinson đang điều tra một vụ buôn lậu thuốc lá giả ở Mỹ Latin. Ngoại trưởng Mỹ ông John Kerry đã yêu cầu chính phủ Iran hợp tác để điều tra vụ mất tích của Robert Levinson và giúp đảm bảo việc ông này trở về nước an toàn. Hồi tháng 11 năm 2010, một đoạn băng đã được tung lên mạng cho thấy Robert Levinson yêu cầu giúp đỡ để ông được tự do, nhưng không cho biết ông đang bị ai giam cầm và địa điểm ông đang ở là ở đâu. Chính phủ Iran nhiều lần lặp lại lời khẳng định rằng họ không biết gì về sự việc biến mất của Robert Levinson. Cách đây 3 năm, FBI đã treo thưởng 1 triệu đô la tìm kiếm người này, đến ngày 9 tháng 3 năm nay, mức thưởng tăng lên 5 triệu đô la.